Quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay bên mình chuyển đà điểu giống đi giao thủy Nam Định. Tranh thủ quay video cho quý vị và các bạn biết là bên mình vẫn gửi hàng và liên tục tiếp nhận các đơn hàng của quý vị và các bạn nhé. Đây là khách hàng của bên mình này, mình chia sẻ cái số điện thoại của khách hàng nhé. Nếu quý vị và các bạn nào ở gần giao thủy Nam Định cũng có thể tới mà tham quan cái mô hình nuôi đà điểu của khách hàng bên mình này. Số lượng là hôm nay mình chuyển là 3 con cho khách hàng các bạn nhé. Đó. Bây giờ thì cái việc đóng hàng thì xong rồi. Nhiệm vụ của bên mình là sẽ chuyển ra nhà xe để gửi cho khách hàng. Ok, bây giờ sẽ cho đà điểu lên xe và chuyển ra nhà xe. Thôi. Đây nha các bạn nhá. Quý vị và các bạn thân mến, thì mình xin được chia sẻ như này này, quý vị và các bạn này. Với những khách hàng ở các tỉnh mà bên mình gửi hàng cho khách hàng ấy, thì hiện tại là bây giờ bên mình sẽ hỗ trợ quý vị và các bạn được những cái thứ như sau. Thứ nhất là những cái chi phí mà đóng hàng và thùng đóng hàng như này là bên mình sẽ hỗ trợ khách hàng của bên mình này. Và thứ hai là chi phí đi gửi hàng là bên mình cũng sẽ hỗ trợ khách hàng nhé. Đấy là khi khách hàng ở các tỉnh mà đặt hàng của bên mình thì bên mình hỗ trợ được những cái thứ như vậy, thì bên mình xin được chia sẻ nhé. Thứ nhất là cái công đi gửi hàng thì bên mình hỗ trợ khách hàng này. Thứ hai là chi phí đóng đà điểu thì bên mình đều hỗ trợ hết những cái thùng đóng hàng này, tất cả những cái chi phí này là bên mình đều hỗ trợ khách hàng nhé. Đó. Đây, tranh thủ quay video cho quý vị và các bạn xem nhé. Cái video này mình xin được kết thúc tại đây các bạn nhé. Nếu quý vị và các bạn mà có bất kỳ cái nhu cầu là liên quan đến đà điểu giống hoặc đà điểu thương phẩm thì quý vị và các bạn hãy gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline là 0912600611, trang trại đà điểu Phương Nam. Liên tục tiếp nhận những đơn hàng của quý vị và các bạn. Bên mình sẽ tiếp nhận những đơn hàng cho đến cuối tháng 10 âm lịch, đầu tháng 11 âm lịch nhé các bạn nhé. Còn rất nhiều thời gian cơ. Quý vị và các bạn cứ chuẩn bị cho kế hoạch của quý vị và các bạn đi. Khi nào quý vị và các bạn chuẩn bị xong thì hãy liên hệ với bên mình để bên mình chuyển giao đại để giống cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn.